Đây, cái chỗ này là nhưng mà dây trong kia có sao không? Dây trong đấy chồng chỉ lấy một dây thôi. Nào chuẩn bị ấy đây. Đây là dây bóng giữ lại. Bóng này thu được ý à? Thế nhưng mà mấy cái dây thì ngoài kia nhiều thế nhỉ? Đúng rồi, mấy cái gì ở trên này mà nhiều thế? À, dây linh tinh nhiều bóng đấy. Dạ, nó chạy dây cao xuống đây thì dây cao xuống ghen đây thì không cần phải ở trên kia nữa đúng không? Mang đế đôi ra đây để làm. Mang kéo cắt ghen ra đây vậy. Đây là dọc sân. Hơi ựa một tí bởi vì nó qua cái bản này. Cái này nó bị kênh lên. Nhưng mà cái này màu này xấu nhỉ, màu nó không trắng. Ê, Trứng, đau không? Chồng có đau không? Không, chồng thì không đau. Cái này là sao mà đủ được hai đế này? Nó có đế, người ta có đế cái to hơn đấy. Cái này là một công tắc này, một công tắc cho cái này này, một công tắc cho đây là hai này, một lên đây, đây dây này ra đây bắt xuống đây, xuống đây đây đây, nó là dây, đây này này. Chồng có hai công tắc riêng, tại vì ngoài này riêng mà chỗ này riêng. Ừ, riêng mà. Dây cam xuống đây nữa luôn, kéo nó cho hết chung vào một cái ghen lên.